Hello hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Random Channel của mình đây. Lại là mình đây nha. Đó, nhìn sơ sơ vô video một cái là các bạn thấy ha. Đó, thấy không? Nhìn hai em này một cái là nhiều bạn chắc trầm trồ đúng không? Quá là đẹp luôn, mình cũng rất là đẹp, mình rất là thích luôn. Quá dịu dàng luôn mọi người. Thứ nhất là cái màu này. Màu này là được video trước mình có làm một video rồi bán rồi nha mọi người. Bạn nào mà coi kênh mình mua có thể comment bình luận phía dưới nè để các bạn tin tưởng nha, không có công kêu là mình nói chắc mình nói xạo nữa. Đó, giờ mới đổi lại một màu này nha. Mình quay cách đây một tuần đó. Rồi tiếp tục đổi một em màu vàng kia luôn, không vàng đen luôn. Nhiều bạn kêu là cửa hàng đổi lại màu vàng đen đi. Một trong những màu hot trend của các dòng Sonic, Sachi cũng như Rider và Vario thì bây giờ cửa hàng theo như ý muốn á. Đó, cửa hàng đổ lại tiếp tục màu vàng đen cho Yamaha R15V3 nha. Thì tiếp tục chương một tổng hợp tin tức xe máy ngày hôm nay, mình lại cập nhật giá bán cũng như trả góp cho dòng Yamaha R15V3 ở giữa tháng 10 cho đến cuối tháng 10 này nha. Và giá mình cập nhật là giá nguyên bản nha mọi người. Bạn nào xem xong video clip nhớ đăng ký kênh giùm mình nha, cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Theo như thường lệ mình sẽ quay sơ mặt tiền cửa hàng một chút xíu để các bạn mình đi mua xe mình dễ nhận biết luôn nha, tại vì rất là nhiều bạn mình nhầm luôn. Thì đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát, cửa hàng tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961469919 gặp anh Côn nha. Và số điện thoại mình luôn cập nhật phía dưới góc trái màn hình như mọi khi ha. Rồi, đó là thông tin liên hệ nha. Còn bây giờ mình sẽ cập nhật giá bán luôn nha, cũng như giới thiệu hai phiên bản cực kỳ đã đời này. Nhìn là muốn thiệt chứ muốn yêu luôn á, yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn. Thì hiện tại cửa hàng xe máy An Thành Phát đang bán phiên bản Yamaha R15V3 này với mức giá là khoảng 69 triệu đồng cho phiên bản nguyên bản nha. Và giá mình báo áp dụng cho giữa tháng 10 đến cuối tháng 10 và cũng đã bao gồm thuế VAT 10%. Còn về vấn đề trả góp thì các bạn chỉ cần trả trước khoảng 10 triệu đồng thôi, rất là ít luôn mọi người. Mọi người không tin đi các cửa hàng đại lý khác coi, người ta yêu cầu trả trước 15 đến 20, thậm chí 25 triệu lận. Nhưng mà cửa hàng xe máy An Thành Phát đang hỗ trợ tối đa cho các bạn luôn. Đó chính là chỉ cần trả trước khoảng 10 triệu đồng thôi là các bạn có thể lấy xe về. Nhưng bạn nào mình có điều kiện hơn, mình trả trước 15, 20, 25, 30 triệu gì cũng được luôn nha. Và trả trước 50% giá trị xe là nhận ngay cào vẹt gốc ha. Thủ tục thì rất là đơn giản luôn. Chỉ cần chứng minh nhân dân cộng bằng lái, hoặc là chứng minh nhân dân cộng hộ khẩu, photo công chứng hoặc là bản gốc và độ 18 tuổi là các bạn có thể làm hồ sơ trả góp nha. Và độ 16 tuổi là các bạn có thể đứng tên giấy tờ cũng như cào vạt xe ha. Lưu ý giùm mình nha. Và cửa hàng hỗ trợ trả góp toàn quốc luôn nha mọi người, yên tâm nha. Có nghĩa là tới làm hồ sơ đậu tại cửa hàng, xong mấy tháng sau mình chỉ việc trả góp online qua thôi, anh Côn giải quyết được hết. Các bạn cứ liên hệ anh Côn sẽ tư vấn cho nha, kỹ hơn ha. Rồi, đó là thông tin trả góp cũng như giá bán cho phiên bản này. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu nha. Đầu tiên là màu xanh lục bạo này trước đi ha. Thì bạn nào mà cập nhật màu này rồi á thì bây giờ mình có thể coi lại, hoặc là mình chờ mình sẽ review chiếc bên kia, hoặc là coi lại cũng không sao mọi người, đam mê mà như mình nè. Review hoài mình có ngán đâu, mình rất là thích các dòng xe máy nên mình mới đi review xe đó, rất là ok luôn. Thì đây là màu xanh lục bạo nha. Bạn nào mà chưa cập nhật mình cập nhật luôn nha. Đây là full góc nhìn bên phải, đẹp không? Quá đẹp luôn, không nó thật sự là mình không còn từ nào để diễn tả luôn. Màu này quá đẹp luôn mọi người. Bởi này nó hot và nó đẹp đến mức mình mới up lên video có tầm có 4 5 ngày thôi là có bạn mua mất tiêu rồi. Và chiếc này là mới đổ lại luôn nha. Và chiếc màu vàng kia đổ thêm luôn á. Rồi thêm yêu cầu đó, như mình nãy mình nói á, là nhiều bạn kêu đổi màu vàng đen đi. Màu vàng đen đang hot quá trời hot luôn, màu vàng đen xe gì cũng hot hết á. Thì bây giờ anh đổ luôn chiếc R15 đi, rồi bây giờ cửa hàng đổ luôn đó. Thì đây ha, tổng quan mặt không bên phải ha, mâm được đổi là màu đỏ tươi và dàn áo được sơn lại màu xanh lục bảo, màu sơn nha. Cửa hàng bảo hành từ 2 đến 3 năm mọi người yên tâm ha. Và cà vẹt xe cửa hàng hỗ trợ làm theo màu xe luôn, yên tâm nha mọi người, nhớ nha. Màu này màu sơn bảo hành tới 2 đến 3 năm á, có nhiều bạn kêu sợ nó hư được các kiểu nhưng không sao, bảo hành tới 3 năm lận. Đôi khi nhiều bạn á, đi có 1 năm một đội màu sơn khác không chừng, nhưng mà cửa hàng bảo hành tới 3 năm lận. Đó là tổng quan phần mặt không nha. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết luôn nè. Đây, đầu tiên là phần mặt nạ trước nha, mình đi từ từ sơ lược luôn. Đó, được sơn màu xanh lục bạo quá đẹp luôn mọi người. Thấy không, quay kỹ nè. Với các đường lai sọc màu đen, trắng, đỏ hai bên đối xứng, rất là đẹp luôn ha. Thì cái nhìn đẹp vãi, không còn gì để chê luôn mọi người.
À, ok ha. Đây, còn đây là phần mặt hông phía dưới nè. À, với chữ R15. Không, nhìn rất là tinh tế luôn nè. Chữ R và chữ số 1 màu đỏ, nhưng mà chữ số 5 là màu đen. À, nhìn độc quyền, đúng là độc hàng, hàng độc luôn. Và xi nhan nè, xi nhan được độ lại luôn, mọi người thấy không? Rất là gọn luôn nha. Độ kiểu này chạy là rất là ok luôn. Bao cua núp gió thoải mái luôn. Chứ xi nhan gin của nó lòi ra rất là dễ gãy luôn mọi người. À, với chữ R15 nè, đó R15 màu trắng cũng như lai đỏ, nhìn rất là ảo diệu luôn. À, cắt sọc đỏ trắng nè, nằm trên nền xanh lục bảo ha, đẹp ha. Còn đây, đây là phần trắng bùng phía trước cũng như phuộc trước nè. Đây, phuộc là phuộc upside down nè, nhìn rất là chắc chắn luôn. Dòng 150 thì khó mà dòng nào qua được cái dòng này. Nói chung là dòng này là một trong những dòng ngon của dòng 150, phân khúc 150 đó mọi người. Đó, bánh mâm nè ha, bánh mâm được đổ là màu đỏ luôn nè, không xịn sò. Quá là xịn sò luôn nha. Ok ha. Đây, ở đây phần trắng bùng phía dưới này với chữ dòng dâm ha, màu trắng này ha. À, thấy chưa? Màu trắng rất là đẹp luôn nha. Rất là nổi bật luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay phần mặt hông phía sau nè. Thì chiếc này phần mặt hông thì nó không có gì để quay hết mọi người. Tại vì nó ít quá nên nó đâu có trang trí gì được đâu. Nhưng mà vẫn quay nha, quan kỵ nè. Đó, vẫn độ màu xanh lục bảo nha, với các đường nét. Đó, thấy chưa? Đẹp không? Đẹp không tì vết luôn nha mọi người. Đây, mình quay bình phần xăng, bình xăng đi ha. Đó, bình xăng ôm ha, đẹp không? Quá là xịn sò luôn thiệt chứ. Đẹp vãi, chiếc này đúng best luôn á, không còn gì để che luôn mọi người ha. Chiếc này bảo đảm thề với mọi người luôn, hai chiếc này mà chạy ra ngoài đường là không, bảo đảm không đụng hàng luôn thiệt. Thẳng một câu vậy luôn á, làm gì có cửa hàng nào mà có thay đổi yêu cầu theo mọi người như vậy được. Mọi người yêu cầu màu gì là cửa hàng hỗ trợ tối đa, chiếc nào mà kịch kim lắm á, không được á, thì cửa hàng mới không độ thôi. Còn chiếc nào nằm trong khả năng, cửa hàng đều hỗ trợ đổi mọi người hết. Và tiếp tục mình sẽ chia sẻ một phiên bản màu vàng đen. Đây, đây là phần mặt hông toàn cảnh, phần mặt hông bên trái xe nè. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn ha, tuyệt vời. Thấy chưa? Màu vàng đi chung với màu đen là khỏi chê rồi, nhiều bạn nói vậy. Vàng đen là khỏi chê luôn, vàng đen mâm vàng luôn thấy không? Tông sạc tông luôn. À, ha, giống như một video rider đợt trước mình cũng có review á, tông sạc tông kiếp đỏ đen của Duy Mạnh luôn. Một chiếc độ đỏ đen, một chiếc độ vàng đen. À, chiếc này cũng tương tự vàng đen luôn, tông sạc tông luôn, áo vàng và bánh mâm cũng vàng luôn, thấy chưa? À, đó tổng quan phần mặt hông bên trái nha, mặt hông bên trái bên phải đều như nhau hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay kỹ nè, bình xăng nè, trời ơi, vàng chói lọi luôn thiệt chứ. Hai màu này nó khác biệt nhau rõ ràng nha, khác biệt nhau ở chỗ nào? Bạn nào mà thích màu trầm thì có thể chọn màu xanh lục bảo bên kia, còn thích màu nổi thì có thể chọn màu vàng này. Đều đẹp hết, màu nào cũng đẹp hết, không có màu nào xấu hết, nhưng mà tùy mọi người thôi. Có nhiều người thích màu chìm chìm tới tối, nhưng mà có nhiều bạn là thích màu đỏ đỏ nổi. À đây, rồi bây giờ mình sẽ review chiếc này nè. Hồi nãy mình quay phần mà không bên trái tổng quát rồi ha, rồi giờ mình sẽ quay sơ lược phần mặt nạ nè. Đây, thấy giờ đẹp không? Quá đẹp luôn đó, ngầu lòi luôn, thấy không? Mặt nạ vàng hai bên sọc trắng đỏ, nhìn quá ngầu luôn mọi người, nhìn đẹp thế, cái dàn đèn nhìn hầm hố ghê luôn mọi người. Chỗ này mà mình đổ thêm cái L4 như đây là đúng bài luôn nè, thiệt chứ, đá đèn xin đường là đúng chuẩn luôn á, đúng chuẩn phượt thủ luôn á. Còn phía dưới nè cũng là ống phuộc upside down mạnh mẽ, quen thuộc thôi, đẹp ha. Nhìn lực thì trước công nhận xe này, dòng 150 là cái dòng này là một trong những dòng mà khó có đối thủ địch lại. Nói chung là nằm trong top á, nhìn rất là đẹp luôn. Và đây bánh mâm được độ vàng lại nè ha, không tông sạc tông mà mình nói mà. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên kia mình không đi ha, bên đây nó dướng này khó chịu á. À, thôi qua bên đây cũng được đi, bên đây được mà đâu có dướng gì đâu. À, tương tự bên kia cũng như bên kia luôn, chữ R15 nó rất là tinh tế luôn, chữ R màu đỏ và số 5 màu đen, không xin nhanh độ lại luôn nha. Nói chung hai phiên bản này độ phong cách chi tiết đều như nhau, nhưng mà khác màu là cửa hàng tâm lý ở chỗ này nè. Bạn nào thích màu chìm thì cửa hàng đổ màu xanh lục bảo bên kia, còn thích màu nổi thì cửa hàng đổ màu vàng đen này. Đó, thoải mái cho các bạn lựa chọn. Ngoài phiên 2, ngoài hai phiên bản đổ này thì cửa hàng có đầy đủ các phiên bản nguyên bản cũng như phiên bản đổ khác nha. Nhưng mà dòng này đổ hơi bị hiếm nha, nên bạn nào mà coi được video thích thì tranh thủ xúc liền nha, chứ không là mất liền đó. Bà đâu nhanh dữ luôn, tại vì những bạn mà đi dòng Contai 150 á, cực kỳ thích dòng này luôn. Dòng này với lại dòng GSXS hoặc là GSXNR là cực kỳ thích luôn và được mọi người ưa chuộng luôn. Đó là nguyên bản nha, huống gì độ heo phong cách này thôi khỏi chê luôn. Này, bạn hay nhìn thấy không?
nhìn từ xa ha, đẹp từ xa luôn, long lanh luôn, lấp lánh long lanh luôn, đẹp không? Quá đẹp ha. Đó, rồi, như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trả góp cho dòng Yamaha R15 V3 ở giữa tháng 10 đến cuối tháng 10 này. Mình nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0961 469 919 gặp anh Côn nha. Và số điện thoại mình luôn cập nhật phía góc trái màn hình nha mọi người. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau. À quên, mọi người nhớ nha, nhớ đăng ký kênh giùm mình ha, để ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye.